Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên một mặt hàng nhà bãi để giới thiệu anh em. Lần này mình có soạn cho anh em được một bộ kéo cắt tôn, xịn sò của Nội Địa Nhật. Một bộ kéo khá là đầy đủ và hoàn hảo, đủ tất cả các mẫu kéo cần thiết để anh em ta sử dụng. À, đây mình sẽ review từng cây cho anh em. Đầu tiên là cây kéo cắt lượng Nội Địa Nhật này. Cây này là dòng kéo thép rèn thủ công, dài cũng cỡ ba mấy phân. Ấy thì cái kéo này nó chuyên dụng để anh em ta cắt uống lượng cái này dài 30 phân à, còn cái kéo cắt thẳng à, cái này anh em có thể cắt tôn 1 đến 1 số ly cũng được nha anh em Chiên à, chuyên cắt thẳng cắt lưới mắt cáo luôn dòng này kéo kéo nội địa luôn à, thiết kế tay cầm có vai dài à, 25 phân à còn cây kéo uh, số 3 là cái kéo cắt uh, tỉa uống lượng Dòng mép công lực, mép cong Anh em có thể cắt tỉa uống cong được uh, cây kéo này của hãng MCC uh, Chiều dài của nó là 20 phân Còn uh, cái kéo uh, tỉa uống cong Cái này đó anh em cắt mép tôn uh, mỏng uh, 0.5 ly Mép cong Uống cong được Tổng thể thì kéo này của hãng uh, Hà Nội địa luôn nó dài là 21 phân 22 phân à, còn cái kéo bấm tỉa bóng mép à, bấm dành nữa thì sử dụng cái kéo này à, cái này thì nó dài à, 16 phân thì à, mình bán à, như một bộ combo như thế này à, không xé lẻ nha anh em giá thợ cho anh em mua về để làm nghề chỉ có 600 ngàn chưa phí vận chuyển và nói là anh em sở hữu được một bộ kéo các tôn xịn sò chất lượng đó, dòng kéo của mấy anh Nhật anh làm cực kỳ là, là là chất lượng và bền, những cái kéo này đảm bảo anh em xài không ngon không ăn tiền. Tuy nó cũ cũ vậy chứ nó xài bền lắm. Rồi, anh em nào quan quan tâm cái bộ combo 5 cây kéo các tôn của nội địa Nhật này với giá rẻ cho anh em. Anh thì liên hệ mình xin kết thúc video tại đây. À, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.